Nhìn nó ngầu chưa kìa. Ồ, đẹp trai quá ơi. Cho rờ miếng coi được không? Gì mà căng vậy? Ơ trời. Hả? Thôi đi uống nước dừa hòa hoành lại xử lý nó sao. Ê má mày xu, má mày si. Trời chắc gì được rồi. Để em vô trỏng uống. Uống nước dừa lấy bình tĩnh xong rồi, nên bây giờ sẽ để cho chuyên gia sờ nó cho chắc ăn. Đỏ kìa. Giới thiệu với các bạn, đây là kỳ đà đỏ. Các bạn biết tại sao nó đỏ không? Chắc là nó sung long quá mà. Nhìn cái gai trên lưng nó đi, dựng đứng lên đỏ lè luôn nè. Đừng có ghẹo mà. Thấy nó hung dữ vậy chứ, hiền lành lắm. Vì đây là động vật ăn chay mà. Nếu ai nói đúng lợi ích của việc nuôi loài vật này là gì, thì tôi sẽ tặng nó cho bạn. Ok?